Anh chị em thân mến, đêm thân thức vọng phục sinh hôm nay được gọi là đêm cực thánh. Trong đêm cực thánh này, giáo hội mừng mầu nhiệm vượt qua của Chúa Giêsu Kitô, người đã chết và người đã sống lại. Khi suy gẫm về mầu nhiệm phục sinh và nhất là để sống mầu nhiệm ấy trong cuộc đời chúng ta, chúng ta cần hiểu rõ hơn về ý nghĩa của cặp từ ngữ sự kiện và biến cố. Bởi lẽ nói rằng mầu nhiệm Chúa Giêsu phục sinh không đơn thuần chỉ là một sự kiện trong dòng chảy của lịch sử nhân loại có thật và đã xảy ra. Thế nhưng mà đó còn là một biến cố đức tin cho các tông đồ khi xưa và cho những người Kitô hữu chúng ta hôm nay. Chúng ta có thể tạm hiểu một cách nôm na như thế này: sự kiện là cái nhìn khách quan về một sự việc, và sự việc ấy cũng như bao sự việc khác không để lại một dấu ấn hay một ảnh hưởng sâu đậm nào trong cuộc đời chúng ta. Còn biến cố thì hoàn toàn khác. Biến cố sẽ tác động và ảnh hưởng trực tiếp trên cuộc đời của chúng ta, có thể là thay đổi suy nghĩ, thay đổi tâm tư, tình cảm, lối sống, và có khi là thay đổi cả cuộc đời chúng ta. Chẳng hạn như ngày bố tôi mất, thì đối với tôi đó là một biến cố trong cuộc đời của tôi, chứ không đơn thuần chỉ là một sự kiện để ghi nhớ. Có thể rằng đối với người khác thì đó có thể là một sự kiện, nhưng đối với tôi thì là một biến cố của cuộc đời. Bởi lẽ nói rằng từ nay tôi sẽ không bao giờ còn được thấy bóng hình của bố tôi trên cõi đời này nữa. Từ nay tôi sẽ không bao giờ còn được nghe những lời dạy bảo yêu thương của bố tôi nữa. Và từ nay tôi đã mất bố thật rồi. Thông điệp như thế để chúng ta nhìn lại đời sống đức tin của chúng ta xem mầu nhiệm Chúa Giêsu phục sinh đối với cá nhân mỗi người chúng ta là một biến cố đức tin trong cuộc đời của chúng ta, hay chỉ như là một sự kiện như bao sự kiện khác. Mầu nhiệm ấy có làm thay đổi cuộc đời của chúng ta hay chưa? Mầu nhiệm ấy có để lại tác động gì trên đời sống đức tin của chúng ta hay không? Mỗi người hãy tự đưa ra câu trả lời cho chính mình. Thưa anh chị em, thế giới hôm nay đang phải đối diện với đại dịch Covid-19. Nó làm ảnh hưởng đến mọi sinh hoạt trong đời sống của chúng ta, từ đời sống kinh tế, xã hội cho đến các sinh hoạt tôn giáo. Giao thông bị hạn chế, các trường học thì tạm đóng cửa, các quán xá, cửa tiệm cũng ngưng hoạt động. Các nhà thờ cũng tạm ngưng cử hành thánh lễ, cũng như các việc đạo đức chung cho cộng đoàn. Và có lẽ rằng trong lịch sử của giáo hội thì đây là lần đầu tiên rất nhiều nhà thờ trên thế giới phải cử hành thánh lễ đêm vọng phục sinh một cách âm thầm, không có sự quy tụ đông đảo của cộng đoàn dân Chúa. Trong cái nhìn đức tin thì chúng ta cần xem đây không đơn thuần chỉ là một nạn đại dịch, mà đó còn là một biến cố đức tin, một dấu chỉ thời đại mà Chúa muốn nhắn gửi đến nhân loại và mỗi người chúng ta. Để qua đó chúng ta sẽ định hướng lại cuộc đời, định hướng lại hành trình đức tin của chúng ta. Thật vậy,
thưa anh chị em, khi đại dịch Covid xảy ra thì nhân loại mới ngộ ra rằng con người chúng ta thật yếu đuối và đầy giới hạn. Từ trước đến nay, con người ta có đủ lý do để cậy dựa vào những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, cậy dựa vào sự giàu mạnh của nền kinh tế vật chất để đưa cái tôi của con người lên cao chót vót. Nhưng qua đại dịch Covid này đã cho nhân loại một câu trả lời: con người chúng ta thật mỏng manh, yếu đuối và đầy giới hạn. Và khi được chứng kiến các bệnh nhân của virus corona đang phải chiến đấu quằn quại từng giây từng phút để có được sự sống, có được hơi thở, thì người ta mới ngộ ra ai là chủ thể của sự sống. Và ngay cả khi các hoạt động vui chơi giải trí buôn quán bị ngưng lại để phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh, con người ta mới ngộ ra tiền tài vật chất không là tất cả, sức khỏe và tình người mới thật đáng quý. Và với mỗi người khi tôn nữ chúng ta, thì trong những ngày không có thánh lễ chung cho cộng đoàn tham dự như lúc này đây, chúng ta mới cảm thấy thiếu thốn, cảm thấy khao khát tham dự thánh lễ và được rước Chúa Giêsu thánh thể là một hạnh phúc biết dường nào. Và cũng vậy, với bản thân con là một linh mục của Chúa, trong thời gian cấm cách quy tụ vì dịch bệnh này, mỗi khi bước ra cử hành thánh lễ, thì con lại càng ý thức hơn về bổn phận dâng nghi lễ lên Thiên Chúa và cầu nguyện cho cộng đoàn dân Chúa nhiều hơn nữa trong thánh lễ mỗi ngày. Con nghĩ Cha Chánh Xứ và Quý Cha đang hiện diện ở đây cũng chung cảm nhận, chung tâm tình với con như vậy. Và nhất là Cha Chánh Xứ trong ngày mừng 18 năm hồng ân linh mục là một chủ chiên của cộng đoàn giáo xứ với bao tâm tư, bao thao thức hiến mình phục vụ cộng đoàn sẽ cảm nhận thổn thức thật nhiều hơn nữa. Đó là một vài tâm tình con muốn chia sẻ với cộng đoàn trong thánh lễ đến vòng phục sinh hôm nay. Ước mong rằng một niềm Chúa Giêsu phục sinh và đại dịch Covid-19 sẽ là một biến cố tác động trên cuộc đời từng người chúng ta, giúp chúng ta định hướng lại cuộc đời và hành trình đức tin của chúng ta, để rồi với ơn thánh của đấng phục sinh và sau khi đại dịch Covid chấm dứt, nhân loại này sẽ biết khiêm tốn hơn với thân phận thuộc tạo của mình trước tấm tạo hóa, tình người được gần nhau hơn và cả đời sống đẹp của chúng ta cũng được trưởng thành và vững vàng hơn. Nguyện xin Chúa Giêsu phục sinh chúc lành cho từng người và tất cả chúng ta.